thì mình sẽ để 4 chấm điểm outfit của mình với 3 chiếc mũ. Và đây là nhân vật chính ngày hôm nay. Vì kiếm được 3 em mũ form đẹp quá thì nên mình quyết định mang về quê khoe bố luôn. Để xem bố mình đã chấm mình bao nhiêu điểm. Outfit đầu tiên. Thầy bố thích lắm. Hở hang. Dù có mặc áo khoác nhưng mà vẫn hở như ba nhiều quá. Người truyền thống muốn nhìn thì có lẽ là không đẹp lắm đúng không? Thế nhưng mà đẹp nhất quả mũ. Ôi mũ nha. Thì 8/10. Outfit thứ hai. Cái này có vẻ ổn này. Màu sắc cũng được, phù hợp với lứa tuổi. Túi đẹp, mũ đẹp, giày đẹp. Nhưng mà không đẹp bằng người. Cái này chắc 9 điểm không nhỉ? 9 điểm, sao không cho 10? Thích. Không, bố còn xem tiếp, nhỡ chậm 10, trong bữa là chậm 10. Cái này hay hết rồi. Hay. Nhưng mà hình như hơi đồ gấu đồ mèo. Như con trai. Nhưng mà đẹp. Năng động, trẻ trung. Để khoe được cái cơ thể mình săn chắc. Cái này khả năng phải chục điểm. Chục điểm, cao nhất luôn. Nhân luôn. Cái bố thích outfit này nhất. Ừ. Yeah.